Đây là một căn nhà thiết kế hiện đại, nhìn ở bên ngoài là thấy đẹp rồi, nhưng mà chưa đâu các chị ơi. Bằng nội thất đối diện công viên, đối diện trường học. Ở đây là tiện ích bủa vây anh chị nha, một căn nhà với một địa thế đẹp ở trong một cái khu dân cư đẳng cấp. Khu dân cư này như thế này thì anh chị thấy đẹp không? Toàn nhà lầu thôi các chị ơi. Báo cáo với anh chị mình là 3,25 tỷ. Tặng nội thất sổ hồng riêng, sang tên ngay trong một căn nhà anh chị nha. Và điều đặc biệt là hỗ trợ ngân hàng cho anh chị mình thoải mái luôn. Với vỉa hè cây xanh và điện nước, đường xá trong đây rất đẹp các chị nha. Nhà mình sẽ đối diện với cái công viên như video em đã nói. Công viên là của chị, trường học đây của chị. Thực tế nha, bước ra đầu đường có chợ luôn anh chị. 200m chợ Phú Phong. Ở phía trên là có sân thượng luôn anh chị nha. Một căn nhà đổ bê tông kiên cố cho anh chị mình luôn. Cái sân thượng đây, đẹp không? Đấy, chủ đầu tư có thiết kế cái lối ô tô lên rồi quý vị. Ô tô để trong nhà được luôn, nhưng ô tô 4 chỗ thôi anh chị nha. Hãy để vào đây giúp em, còn không để đối diện trường. Tại vì căn nhà mình đối diện cái trường nên là bên đó không có nhà quý vị nha. Để ô tô bên đó được nha. Còn không thì để ô tô 4 chỗ chỗ này, xe máy để thoải mái luôn anh chị. Tặng nội thất cho anh chị mình đi kèm. Một căn nhà xây mới với lối thiết kế đẹp, hiện đại, năng động và trẻ trung. Anh chị ơi, anh chị nào cần một căn nhà mà năng động, quyết đoán đi. Ở căn nhà này em thấy là năng lượng cứ lên mỗi ngày. Nhà này có diện tích đất lớn hơn những căn khác ở trong khu này của chị, 64m2. Thổi cứ hết anh chị nha. Bàn ghế này tặng kèm cho anh chị mình nhá. Chân cầu thang có làm chủ luôn. Tivi mình để vào đây được chưa? Ở trong đây có đèn led luôn quý chị nha, đẹp nhá. Hai cái quạt trần, một cái ở bên đó và một cái ở bên trong này. Đó quý chị. Bước vào đây sẽ là khu vực bếp ăn nhà mình. Bàn ghế này tặng luôn anh chị ơi. Tất cả các cái nội thất em ghi hình như thế nào sẽ là như vậy. Với lối cầu thang hiện đại. Ở cuối đây sẽ là một cái giếng trời của nhà mình và nhà vệ sinh mình ở phía kia bên kia và cái nhà vệ sinh của mình bên này. Đấy. Phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tuyệt vời anh chị nhá. Bám trục đường DT743, chạy thẳng là về vòng xoay An Phú và ngã 6 An Phú và khu công nghiệp VC1. Lên lầu được quý chị. Có sân thượng anh chị nhá. Xíu nữa mình sẽ lên sân thượng bằng lối này. Rồi, xem đi quý chị ơi. Ở đây gia chủ sẽ có hai cái phòng ngủ và nội thất đầy đủ anh chị nhá. Cửa sổ đây nhá. Giường và có nệm rồi. Tủ đồ áo mình âm vào đây. Đó, xem thêm quý anh chị. Nhà vệ sinh ở lầu 1. Đó. Hãy follow kênh của em Hải để đón xem video hàng ngày nhá. Ngày nào em cũng sẽ đi review cho anh chị mình xem. Phòng thờ ở đây quý chị. Chỗ này mình có thể làm phòng thờ hoặc phòng ngủ đều được anh chị nhá. Nên là gia chủ không có làm nội thất. Còn phía trước đây sẽ có phòng ngủ nội thất đầy đủ này anh chị. Phòng ngủ số 2 với đầy đủ nội thất được chưa? Lên mình xem cái sân thượng đấy quý chị. Sân thượng đổ bê tông hết quý chị, như trong video anh chị xem nhá. Ngang 4 dài 16 là 64m như đầu video em báo cáo. Một căn nhà hướng nam dành cho anh chị Đồng Tư Trạch. Trường học là đối diện nhà mình, công viên là kế bên. Đẹp nha anh chị nha. 3,25 rồi. Gặp chủ nói chuyện. Em xin cảm ơn.